Sau 4 năm hoàn thành các thủ tục cần thiết, tháng 12 năm 2021, Quýt Unsu của tỉnh Wakayama, Nhật Bản đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Được biết, quýt vùng Unsu tỉnh Wakayama, Nhật Bản đã được kiểm định và đảm bảo các quy định kiểm dịch của Nhật Bản, nâng tổng số 3 loại trái cây tươi đạt tiêu chuẩn và được phép xuất khẩu sang Việt Nam. Việc đưa trái quýt Nhật Bản đến Việt Nam là thành quả của nỗ lực từ chính phủ, các tổ chức cũng như doanh nghiệp. Theo thống kê, thanh long, xoài, vải của Việt Nam cũng đã được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Với những thành công trên, hai bên đang tiếp tục đàm phán để trái nho sữa xanh Nhật Bản, nhãn, bưởi Việt Nam thâm nhập thị trường của nhau nhằm giúp người tiêu dùng của hai nước sẽ có cơ hội thưởng thức thêm nhiều đặc sản mới, qua đó thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ thân thiện, chặt chẽ, tốt đẹp giữa người dân hai nước.